Thưa quý vị, tối qua tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Xuân yêu thương, Tết nhân ái, gala kết nối yêu thương với chủ đề Năm mùa gieo hạt. Tới dự chương trình có đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và phát trực tiếp trên các nền tảng số của đài. Tháng 3 năm 2018, chương trình VTV kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ chính thức lên sóng với mong muốn kết nối những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Sau 5 năm, đã có 260 hoàn cảnh được lên sóng, 30 ngôi nhà được xây dựng sang sửa, hơn 3.000 lượt mạnh thường quân đồng hành với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Những con số ý nghĩa minh chứng cho sự tử tế được đánh thức và tình yêu thương được lan tỏa. Gala Năm mùa gieo hạt là dịp để những người làm chương trình nhìn lại chặng đường 5 năm gieo trồng những hạt mầm nhân ái, cũng như tri ân các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành trên hành trình kết nối yêu thương suốt thời gian qua. Các tình nguyện viên của Quỹ Trăng Xanh thì rất xúc động về cái chương trình kết nối yêu thương của Đài Truyền hình Phú Thọ, cũng đã trợ giúp được rất nhiều các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thì thông qua chương trình, Quỹ Trăng Xanh cũng đã tài trợ những cái suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có ý chí nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, và sau này các em thành tài, các em học tập tốt và trở thành những người có ích cho xã hội. Chính các em sẽ là những cái hạt nhân để lan tỏa cái tình yêu thương đến với cộng đồng và xã hội. Sau năm mùa đồng hành cùng với BTV kết nối yêu thương, thì ngoài cái việc mà chúng tôi cho đi thì chúng tôi nhận lại được nhiều hơn rất là nhiều. Đó là sự chia sẻ, sự thấu hiểu và sự đồng hành của rất là nhiều những người bạn, những người đồng đội, thầy cô giáo và cũng như là phụ huynh của chúng tôi. Và trên hết thì tôi thấy rằng là những cái hạt giống tâm hồn, những cái sự chia sẻ và thấu hiểu, cái sự trân trọng cuộc sống của chúng tôi và sự biết ơn cuộc sống của chúng tôi ngày một lớn hơn. Tại gala, khán giả đã được gặp lại những chiếc lá chưa lành và câu chuyện về những thay đổi trong cuộc sống của họ khi nhận được vòng tay ấm đầy tình yêu thương của cộng đồng. Được lắng mình trong câu chuyện của một người cha đã nén nỗi đau để quyết định hiến tặng con trai giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội hồi sinh sự sống, hay lắng nghe chia sẻ của các tấm lòng nhân ái, những mặt trời tỏa sáng giúp cho hạt mầm yêu thương nảy nở, đâm chồi. Và mùa gala đặc biệt này tiếp tục gieo những hạt mầm của tình yêu thương như thế khi có thêm những suất học bổng được trao, những phần quà ý nghĩa đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và những ngôi nhà chuẩn bị được khởi công từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, để lại nhiều cảm xúc cho cả những người trao đi và những người được nhận. Mọi người không chỉ giúp đỡ em về vật chất và tinh thần, mọi người động viên an ủi em rất là nhiều. Và với cô bé mà có hoàn cảnh như em thì cảm thấy là rất là đặc biệt. Và chính mọi người đã cho em, truyền cho em những động lực cho em về cả, đặc biệt là vật chất giúp em có thể bước tiếp trên con đường học tập của mình. Em cảm thấy là rất biết ơn các cô chú, các nhà hảo tâm. 17 năm nuôi con, xong rồi đến lúc tôi phát hiện ra tôi bị bệnh thì là thật sự là rất là suy sụp, muốn gục ngã, muốn buông bỏ, nhưng mà nghĩ đến con thì tôi phải cố gắng. Sự quan tâm chia sẻ của tất cả mọi người thì đã tiếp thêm động lực cho tôi để tôi cố gắng vượt qua để có sức khỏe nuôi con đến phút cuối cùng. Nhận được số tiền rất là có ý nghĩa với gia đình tôi. Thì ra năm mới thì gia đình tôi muốn làm cái gian nhà gian cửa để cho con cái được ở dầm mưa kín nắng. Gia đình rất hạnh phúc luôn, rất là vui mừng luôn. Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Đại Dũng, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban dân vận tỉnh ủy đã trao 40 suất quà Tết cho 40 hộ nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật, người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn thành phố Việt Trì. Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ, tiếp nhận vận động ủng hộ từ Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành thị với tổng số tiền gần 19 tỷ đồng. Những con số đã làm đầy thêm ý nghĩa cho mùa gala đặc biệt của PTV kết nối yêu thương, nhân lên niềm tin về lòng tốt,
sự sẻ chia và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hành trình của PTV Kết nối yêu thương đã trải qua 5 mùa gieo hạt. Và mỗi một mùa đi qua thì cũng đều để lại chúng tôi những cảm xúc rất là khó quên. Và cái gala đặc biệt kỷ niệm 5 năm chương trình PTV Kết nối yêu thương được lên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ cũng không nằm ngoài những cảm xúc như vậy. Vì đây là cái dịp để chúng tôi nhìn lại cái chặng đường đã qua và cũng để thể hiện cái sự tri ân đối với cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đã đồng hành và chia sẻ với các nhân vật của chương trình. Và cái hành trình kết nối yêu thương chắc chắn sẽ không dừng lại mà nó sẽ được nối dài mãi để nhằm lan tỏa tình yêu trong cuộc sống, để nhằm nâng lên những cái tấm lòng nhân ái, cái sự trắc ẩn của mọi người trong xã hội để giúp cho những người yếu thế, những cái hoàn cảnh khó khăn có thêm được niềm tin yêu và động lực để vươn lên trong cuộc sống. Những mầm xanh nhân ái đã vươn lên sau 5 mùa gieo hạt sẽ tiếp tục lớn lên trong tình yêu thương và sẻ chia của cả cộng đồng. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, hành trình của PTV Kết nối yêu thương sẽ tiếp tục được nối dài và sẽ có thêm nhiều bước chân đồng hành trên hành trình gieo hạt ấy để mỗi mùa xuân tới luôn là mùa của yêu thương và hy vọng.